bỏ xóa sổ cái tên là sang sệ mà giờ không biết xóa sổ như thế nào. Mà xóa sổ bây giờ này có dòng sông Tử nó phóng xuống chết luôn, đầu thai luôn. À, nó có duyên duyên nè. Rồi lắc đầu luôn rồi má, nhập đến sợ luôn. Ác ghê. Đã cố gắng lắm rồi nha mọi người nha, đi cắt cái lỗ tai kéo da mặt mà cuối cùng vẫn sệ là sệ nha mọi người, thật sự. Thôi đừng cố nữa sệ ơi, cố gắng đi, vui vẻ đi, trời ơi. Sống mà sệ, sệ gán đi sệ. Bội nhìn ngon lành quá. Nữa rồi đó, ngon không ai quậm hết trơn, buồn chết. Yên tâm không? Cũng gớt được bắt vậy đó. Vậy thành ra Sài Gòn 24 giờ muốn chơi bơ đơ liền kìa. Rồi 24 giờ nữa. Mày mới dẫn vợ đâu mày. Ổng dẫn vợ ổng ra đây mà sao ổng chơi BD với em được. Dạ không có. Em là em thích chơi BD với ông gì quên rồi, sống ngầm hả? À, sống phải không các ông nãy? Mẹ giống như bây giờ không có vợ nè, anh tôi chơi em bây giờ. Dạ em bán cái viên chiên chứ không có làm gái nha mọi người nha. Mọi người không có cần mà review em. Đẹp quá ở đây dạ. Quay kiểu Paris Bay. Sao quay sao? Mặt đầm mà mang ra dép rồi má, dư giờ gót rồi má. Trời ơi, trời ơi. Đó, đó mọi người nha. Dạ, em bán cái viên chiên chứ không có làm gái nha mọi người nha. Dạ, em review nha quý vị nha. Ủa đi chào Phúc Long bây giờ nó lăn quăng rồi. Okay. Đó, y chang cũng lăn quăng vậy đó. Kệ kệ lấy ra đút nhang lên đi bà nội. Trúng nước rồi má. Không không. Để mưa. Chưa đâu. Không, tôi đi về với chồng tôi này mệt quá à, nếu kéo quá. Thật sự luôn á. Thì giờ em muốn có chồng dữ lắm rồi đó. Kỳ quá à. Khó chịu dễ sợ. Anh hơn Trần được không? Hơn Trần đâu, đâu. Em mắc chồng quá trời rồi. Em mắc có chồng quá trời rồi. Anh ơi anh. Anh. Em mắc có chồng quá rồi. Cứu em chế anh ơi. Sao mà chiến này có chồng muốn giữ. Muốn có chồng giữ rồi. Cái tiêu này được rồi đó. Em mắc có chồng quá rồi nè. Đà Lạt lên mọi người ơi. Mọi người ơi em mắc có chồng quá rồi. Có ai cứu em không? Cứu em anh, chị cứu em đi chị. Cứu em đi chị. Cứu em cứng rồi à. Cứu em đi chị. Cứu em đi chị. Cứu em đi. Mắt chồng dữ à. Anh. Anh. Cứu em đi chồng. Mắt dữ rồi nè. Cái đầu biết cứu con gái. Dung My ơi, xe gước kìa. Nó nắp đi, nó nắp đi, nó nắp đi. Xe không có tâm. Xe gước Dung My á mọi người. Nhưng mà thấy Dung My còn cái viên chiên nên là chưa nước nó chảy đi vòng rồi quay lại gước sao. Có người mua đây bà Quỳnh Bá Duy Thiên ơi. Nhưng mà tại vì hai chị ráng cố gắng bán một chút xíu cái lượng. Bán thêm xíu rồi chú gì? À là cái gì chiên. Rồi, hello. Rồi, rồi hết hồn. Ôi, ôi, còn mê luôn. Rõ ràng không? Sự thật không? Cái xe nào chạy ngang đây cũng thể hiện một cái vậy mới được. Hết hồn luôn. Mà lại cứ nói lắm gì? À, mắt có chồng, tưởng là mình mắt đẻ không á. Có em, Quỳnh hỏi là cho em hỏi hai chị có bán không ạ? À? Dạ có, đây này đang bán nè. Cho bạn. Em hỏi, mai hai chị có bán không? Có, dạ có. Dạ, chào Trần Duy cuộc sống miền Tây nha. Uống cái ly trà sữa, cái đầu nó lăn lăn rồi nè. Giống mà như uống là trà bị... Phúc Long, nó uống xì ke rồi mà lân má. Không phải, nó bị say á, nó giống xì bóng ngà. Ghế vô, cái gì? Tôi điện thoại vậy cơ bông, có này, ai điện không? Hải Phòng điện rất là đẹp nha cả nhà. Chán dễ sợ rồi nè. Nàng từ đâu tới, nào ai biết được. Dường như cô kia từ xa mới đến đây. Mùi hương chinh nữ, thầm trong gió chiều. Gì đó quên cái gì rồi. Quên mà bài nhạc nha. Nữa hả? Trời like 19 chào ngày đâu. Ngày phải like 80 lần như vậy mới có khán giả vô phải không? Like phải like hoài riết rồi mới có khán giả đông. Phải like phải chịu khó like chim ok vui vẻ đi. Đó giờ like chim hoài vậy đó. Riết rồi giờ like chim hoài quá mọi người. Like đâu like. Like rồi nè. Đó giờ like chim mà mình like chim qua ngược lại đi ha. Dạ đó, đi mấy đi, anh đi. Mấy anh like em thì giờ em like lại mấy anh. Đó YouTube. Số 6 đang tiếng gần cá chiên chiên. Trời gì vậy trời. Đó mọi người ơi, mọi người thấy không, mọi người hiện tại bây giờ là tại xe cá viên chiên đang rất là vui nha mọi người nha. YouTube đông hơn khách nha quý vị nha. Không có một người khách, tất cả chỉ toàn là YouTube không. Đó mọi người nhìn nha, quan cảnh nè mọi người. Không lo lấy tiền là em lấy lại đó nha.
À, ngày mai lấy liền. Quỳnh Bá Vũ Thiên ơi, ngày mai Dung My lấy liền hello, nha. Tại vì hôm qua là đi xô với là trời mua ở Việt Nam mua nhiều lắm. Đây nè, anh Khánh, anh Khánh ơi, phải mua không? Mua nguyên một ngày luôn. Mua nguyên một ngày cho nên là chị không có đi lấy được. Ngày mai chị đi lấy sẵn gì chích thuốc luôn nha. Theo đường đứng đó chứ giật cái điện thoại luôn. Ồ, đúng rồi. Anh quay cận cái mặt em quá nhỏ. Em chú cạo râu luôn á, đừng quay. Tặng giường luôn. Ship tặng giường luôn. Đúng rồi, ship. Ai ăn cái viên chiên là được ship tặng nhà tặng giường, ship luôn Bội Nhi nha các bạn. Hello Hải Hí, ok. Hải Hí ơi, ăn cái viên chiên đi Hải Hí ơi, vui vẻ đi. Hello Hí Hải. Hello Hí Hải ơi, Leo Đình Hiếu ơi. Hello, chưa hết nha, sụp nụ nha. Mới vô nghe tiếng của chú sang sệ vọng vọng lên rồi. Đó. Tiếng hài vậy trời. Xui ghê. Facebook nào vậy? Minh Thắng nè má. Facebook đó bị lóc chưa vậy trời, Hường. 500 ngàn mất hết liền. Thôi má, thôi má xui. Một năm Yumi bị hack Facebook 3 lần nha mọi người nha. Không biết cái nghiệp á. Tự nhiên lâu lâu có mấy anh hacker nhắn tin em ơi, nick của em có bảo mật gì chưa, là chuẩn bị 3 bữa sau là bạc. Facebook lên đường. Bán 5.000 lộn xộn sao báo ông nội. Em, trời ơi. Hãy vô cái em ơi, Facebook em có ai bảo mật chưa, lượt follow có là chuẩn bị 1 triệu. Báo mộng 2 ngày sau là 1 triệu liền. Nhanh gọn lẹ. Facebook em cái gì đăng ký chính chủ chưa là 500. Một. Từ Tết tới giờ 3 chập rồi. Mọi người ơi, mọi người ăn cái nhiên chiên khắp full la đi mọi người ơi. Tại khung giờ em xem em là buổi Sài Gòn TV là ở đâu vậy? Buổi Sài Gòn TV. Ăn cá viên chiên đi khắp khu tha đi, vui vẻ đi. Bây giờ này chuẩn bị đi ngủ sẽ coi kênh YouTube bên khác. Ok. Khắp khu đi, khắp khu đi. Anh quay chút xíu thôi. Chưa giờ khách đi nhiều rồi. Mà cũng chia sẻ với tất cả mọi người là ít quay Yumi với Bội Nhi là cũng một phần là tại vì bạn mấy bạn bán tới 60 bạn bán. Mới ăn xong vậy quyết định ăn nữa đi. Lấy 5 ngàn lộn xộn lấy sao trời. Ghẻo hoài trời. Ủa sao chị chưa lấy cục giò heo ra cổ họng. Cái miệng quá trời mà Trần Minh Thông nha. Trời ơi là trời đó nói cái cổ họng nó có cục giò heo. Cục gì trong đây ba ba. Cái nghiệp của ba đó ba. Cái nghiệp của ba mà nó dướng ở trên cái cổ con nè cha. Trời ơi là trời. Chào chị Kim Bảo là ai. Ai tên Kim Bảo thằng ông nội. Làm kênh đi buổi Sài Gòn TV, em làm kênh buổi Sài Gòn đồ TV. Trời tức ghê. Em ở đâu mà buổi Sài Gòn sự, TV. Mỗi lần livestream là mấy này vô chọc ghẹo không mà bởi nhiều khi cũng không muốn livestream. Muốn xỉu ngang dễ sợ luôn á. Nói nghe nè, mốt chị sẽ livestream nha. Mốt chị làm một cái đàn. Chị cúng vong á xong rồi chị livestream, chị để cái hình, để cái livestream lên này nè, cái đứa nào mà vô comment phá là chị đọc tên kêu vong lên liền. Mày quỷ quá trời ha. Người ta sụm nụ nè, không vớt nụ mà rồi vô chọc ghẹo người ta hoài. Tức tức à, tức tím với lòng ngực anh ơi. Xui dễ sợ. Nãy đang bán ngon lành đó mọi người. Tự nhiên là những giọt sương mai động trên cành em á. Nó động lên cành em đi sụp nụ luôn. Lấy em 10.000 lộn xộn chị yêu, ok cho chị cái địa chỉ đi. Cho chị cái địa chỉ đi. Mọi người đang live stream hả? Anh ơi. Nếu như mọi người đang live stream thì mọi người ra địa chỉ là 79 Dục Xuân Sòn nha mọi người nha. Ok vui vẻ nha. Ai ghẹo em? Dạ Facebook ghẹo em là Mi Xí Sọn anh, nó tên Sang ở Long Xuyên. Nha Tấn Đạt. Hello Thùy Dương. Liễm Mỹ Hồn. Nguyễn Thị Hồng Ánh. Nguyễn Thị Hồng Ánh là ai vậy? Mà comment cái gì mà có văn hóa, có ăn, có học quá vậy nè. Nguyễn Thị Hồng Ánh, Ngọc Ánh. Cái comment gì mà có văn hóa quá vậy nè. Trời, tôi ghim bình luận lên luôn. Trời ơi, chết rồi con nhỏ này. Con nhỏ này nó đẹp mẹ, mà nó nói chuyện có duyên nữa. Có ăn, có học ha. Ba má dạy đúng trường rồi nè. Tự nhiên nó lên nó chữ tôi nè trời. Nó vô live stream nữa, nó chữ tôi nè trời. Yển Mỹ ồn lì. Trời ơi, cái miệng con này quá trời vậy trời. Miệng nó là gì em? Miệng là gì má? Miệng nó gì? Miếng chai. Miếng chà, miếng chai. Đồ chua hay gì? Bắt cái đồ chua đó. Đã nó miệng chua chứ. Không, mất cấp nhưng vẫn xin ok, cảm ơn Thùy Dương. Đây là người nhà. Dạ, alo Donna. Đây là bà ngoại. Alo Donna. Dạ gì? Nhà chi? Có muốn làm con gái không?
bé chị nè không nhớ hả má, bé chị nào vậy trời, trời ơi là trời cứng người rồi. Hello cậu Bảy là ai, quanh chu chấn động chấn động. Ừ chấn động luôn, nay đâu có ế đâu em, nay gọi là sụm nụ chứ không ế, vui vẻ đi, đeo len dậy xốp có mệt không xốp. Donna ơi, Donna tắm nắng hoài, cái làn da của Donna rám nắng, vậy Donna có mệt không? Anh móm tên Facebook là gì vậy Nhi? Anh mô mảnh quá Facebook. Dạ, hôm nay là có người mua rồi, cho nên là... Trời ơi là trời, cũng ánh. Cứng người, tưởng nhỏ nào chửi chết. Móm mà Facebook của móm là Trần Vũ Tâm Thảo nha mọi người nha. Nãy xem nữa em cũng chửi anh y vậy hả Nhi? Nãy xem nữa em cũng chửi anh y. Là sao anh quy quên? Ẩm bà đẻn hả chị? Ừ đúng rồi, Trần Minh Thông. Ủa chú Bảy sợ là ai vậy chị? Câm họng lên liền.